kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực đường Lê Trọng Tấn, bây giờ là đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và sau những cơn mưa lớn trong ngày hôm qua, hôm nay thì toàn bộ khu vực đường Lê Trọng Tấn này hiện đang chìm trong biển nước. Nhiều nước thì ngập đến ngang chừng những chiếc xe máy và ô tô, các phương tiện thì rất khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều cái khu vực nhà thì bị ngập khu không và nhiều chiếc xe thì chết máy giữa đường. Ảnh hưởng từ ngày tối hôm qua, bây giờ đến giờ đến 19 giờ cho nên đi đang phải thoát khỏi đất Hà Nội đây. Từ sáng đến giờ rất nhiều xe bị chết máy, giờ vẫn phải sửa chữa đây. Có ngập nước anh ạ.